chào tất cả các bạn, mình là Lan, mình đến từ công ty BPT Baby của tôi. Rất vui được gặp các bạn trong chuyên mục giới thiệu ô tô điện trẻ em của hãng. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một mẫu xe mới tinh, vừa mới được nhập về Việt Nam. Mẫu xe này đã được đăng ký với biển số là 6996, là hàng full sơn cao cấp các bạn nhé. Ghế là ghế da. Xe này thì được trang bị hai động cơ. Tải trọng của xe lên tới 40 kg, phù hợp với các bé từ 2 cho đến 5-6 tuổi. Phần đuôi xe được thiết kế khá cao, hai cánh cửa cũng cao, an toàn cho bé. Nội thất của xe được trang bị một hệ thống mạch nhạc, có khe cắm USB, jack cắm MP3 kết nối với điện thoại. Hệ thống nhạc đã cài đặt sẵn một số bài hát mặc định. Vô lăng thương hiệu Hyundai, còi này, nhạc này. Đằng trước vô lăng được hiển thị bởi 3 chiếc đồng hồ, được lắp sẵn đèn LED rất là sáng. Bên tay phải các bạn, nút màu đỏ là nút nguồn nhé. Thiết kế cần số của xe này khá đặc biệt, không giống các dạng xe khác là dùng cần số, mà cái này là dùng bằng núm nhé. Cái núm này này để xoay này. R này là đi lùi này. P là dừng này. D1 là tốc độ đi chậm này. D2 là tốc độ đi vừa này. Và D3 là tốc độ đi nhanh. Khi mà các bé tự lái thì các bé sẽ vặn núm này để cài số tiến này, và dùng chân ga. Chân ga. Mẫu xe này thì không cần chân phanh, thì chỉ cần nhả chân ga ra là chiếc xe sẽ phanh đứng luôn. Phần ghế da rất là rộng, các bé tầm 35-40 cân ngồi cũng vẫn thoải mái, và được lắp sẵn một cái hệ thống dây an toàn bảo hiểm. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm để mua chiếc xe này cho con mình, vừa tự lái vừa điều khiển. Cánh cửa cao mang đến một sự an toàn tuyệt đối cho bé. Kể cả khi bé đứng chưa vững thì vẫn có thể ngồi trong xe và thắt đai an toàn. Cánh cửa rất là chắc chắn, các bạn không phải sợ là các bé sẽ bị ngã hay là gì. Trang web baby của tôi.vn để đặt hàng.